Hello anh em nhé, thì lại là mình đây. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục làm cho anh em một cái video đấy, và trong cái video này thì mình lại tiếp tục chiến đấu trong con 68 cái bài rồi anh em ạ. Đấy, thì sau một thời gian mình thua tha với Sun Win và Gu 88 ấy, thì mình cũng nhận ra một điều rằng rằng là anh em chơi thì anh em phải biết tầm kiểm soát. Anh em chơi thì đã như mình thì mình chơi với Sun Win nó cuốn lắm anh em ơi. Chơi với Sun Win thì nó cuốn mà anh em mất tiền lúc nào thì không biết đâu. Đấy, Sun Win cứ đồ họa nó giống kiểu nó thu hút người chơi ấy. Đồ họa mà anh em cứ thấy đồ họa nó cũng cũng như là anh em nhìn con xúc sắc của nó ấy, anh em thấy nó khá là cuốn. Nên là anh em thường hay chết ở bên Sun Win nhiều hơn là Go 88 cũng như là 68 cái bài. Nên là ngày hôm nay mình sẽ quyết định mình chơi 68 cái bài anh em nhé. Thì vừa vào thì chưa cần phải bắt xí ngầu đâu anh em ơi. Đấy, nhìn 4951 thì con này cứ phang tài thôi. Đang ngả xỉu bây giờ nó sẽ nhả lại tài. Chưa cần phải soi xí ngầu đâu, chưa phải soi xí ngầu nhưng mà con này thì mình cũng tự tin mình ra tài 2M anh em ạ. Đấy, không sao, vốn 52M mà, vốn 52M 799.000. Mình cứ cho là vốn 52.000, ăn vốn 52M 800.000. Đấy, cứ cho thẳng là 53M ấy, đúng không anh em? Ngày hôm nay cố gắng lãi ở khoảng tầm 10M đẹp anh em ạ, ăn khoảng tầm hai tay to cũng như là ăn nhiều tay nhỏ là sẽ lên được 10M thôi mà. Đấy là mình trừ cả những tay mình thua rồi anh em nhé, trừ những tay thua rồi. Ra như này. Còn để mà nói về ui con này ra xỉu anh em ạ, 22 bao 2 luôn. Thế là nó lại đi 11 anh em ạ. Cứ tưởng nó đi 321 nhưng mà nó lại đi 11 tiếp. 11 thì con này thì bắt xí ngầu một chút xem nó có gãy 11 thì không anh em nhé. Con này cũng đi gãy. Con này nó là 6 này. À, 6 6 12 0. Đấy, xỉu. Con này thì mình bắt cầu thì nó là xỉu. Đánh nhẹ 2M thôi anh em, đánh nhẹ 2M thôi. Đấy, và cũng như những video trước thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em những cái mẹo chơi làm sao mà anh em có thể kiếm được lãi. Còn có nhiều anh em hỏi rằng là có cái cách nào chơi chiến thắng 100% hay không. Đấy thì mình cũng nói luôn là cái cách chơi chiến thắng 100% cũng như là cái công thức chơi mà anh em chiến thắng 100% trên mỗi tay ấy, thì hiện tại nó vẫn là chưa có. Đấy, thật sự là vẫn chưa có. Nó chỉ có may ra nó có những cái công thức bắt tài xỉu giúp anh em thắng thì còn tầm 70% là cao lắm rồi anh em, chứ bình thường 60% thôi chứ không thể nào lên 100% được anh em. 100% thì nó lại lỗi game mà anh em. Đấy, anh em cứ bắt 100% thì tay nào anh cũng thắng thì game nó sẽ lấy tiền đâu nó trả anh em chơi được. Anh em phải biết như vậy. Còn này thì năm ui này 53 536, quay đi 11 luôn. Lúc đầu mình phán đi 11 nhưng mà cái cầu này nó lại hơi 11 này nó hơi 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 ngắn anh em ạ, nên là cũng hơi rén mà thôi. Con này sẽ theo 11 anh em nhé, con này theo 118M này, con này 8M lẻ theo 118M luôn này. Vừa rồi thì toang hai tay 4M là thua luôn 4M rồi, con này đánh 8M gỡ lại 4M ăn thêm 4M anh em nhé. Ngày hôm nay mục tiêu lên 10M mà, nhưng mà cứ bình tĩnh anh em ạ, thua thì cứ phải bình tĩnh. Đấy, hơn thua nhau những tay như vậy, hơn thua nhau những cái tay to như vậy, chứ còn ăn nhiều tay nhỏ chết tay to ấy thì cũng không ăn thua anh ạ. Chẳng hạn như anh em lúc nãy những hai cái tay 2M của mình mà thua ấy là anh em sẽ hai tay đấy mà ăn đấy thì mình sẽ ăn 4M đúng không, nhưng mà mình sẽ chết tay 8M này thì đương nhiên là anh em sẽ lỗ rồi. Còn khi mà anh em thua hai tay đấy nhưng mà anh em chỉ cần ăn được tay 8M thôi là anh em sẽ ăn lại được 4M, anh em lãi thêm về 4M. Đấy là cách vào tiền anh em ạ. Anh em nói chung anh em phải học thêm những cái cách vào tiền làm sao nó hợp lý, cách chia vốn của anh em chơi ấy, anh em phải chia vốn đều anh em mới chơi được. Anh em thấy chưa, bắt quả cầu phải như thế này, nặn không một góc chết luôn. Con này xỉu 6 là xỉu 6, con này phang tài tiếp anh em nhé, phang tài tiếp rồi. Con này 6 thì khó xỉu lắm anh em ạ, 6 thì khó làm xỉu lắm. 1 2 3 nếu như mà nó là 2 2 2 ấy, thì làm xỉu được, nhưng mà 1 2 3 thì cứ mạnh dạn đánh đánh tài 4M đây. Lại 4M đánh luôn 4M vào. Mạnh dạn ngày hôm nay sẽ lên được 10M anh em nhé, khẳng định luôn với anh em, trong video này sẽ lên được 10M, lãi 10M. Vừa rồi thì đang lại 4M rồi, con này mà ăn nữa là 8M anh em này. Đấy, cứ theo quả 1 1 này thôi. Đấy, nếu như mà quả này nó ra tài xong thì anh em bẻ được luôn này. Quả này nếu nếu như mà nó ra tài ấy, nếu như mà nó không gãy luôn ở cái tay xỉu này thì anh em đánh tài phát này anh em ăn thì anh em bẻ luôn quả tài cho mình. Đấy, 1-1 trong này nó đi không đi dài đâu anh em ơi, nó đi khoảng tầm 4-5 phát thôi. 4-5 phát là nó gãy rồi. Nó không giống như những con game khác như Sun Win nó đi khoảng tầm 10 phát 1-1 thì anh em bố không nào mà ăn được tiền. Này 1-1 như này thôi, 1-1 như này anh em bẻ rồi anh em nhé. Có thể anh em bẻ tay xỉu này cũng được nhưng mà anh em theo một tay nữa thì cũng ok đấy, nói chung là 50-50 thôi anh em ạ. Cầu chạy nào thì vẫn chưa biết được. 62 đấy, con này ra tài luôn rồi. Vẫn đi 1-1 nhưng quả này anh em bẻ được nhá. Quả này thì anh em có thể bẻ được quả 1-1 cho mình. Quả này anh em tự tin anh em bẻ luôn quả 1-1 thì rất là ok này. 12 12 con này xuống 11 là đẹp luôn anh em nhá.
Ngoài mình sẽ đánh nhẹ 2M thôi, bẻ thì anh em đánh nhỏ thôi anh em nhá, bẻ thì em đừng đánh to. Lúc nào mà anh em theo cầu anh em hãy đánh to, còn nếu như mà anh em bẻ ấy, anh em đã xác định anh em bẻ cầu anh em đi ngược với cái công thức của nó rồi. Đương nhiên anh em phải đánh nhỏ tiền lại. Thắng thì nói chung là càng tốt, mà thua thì anh em sẽ mất ít tiền hơn so với việc là anh em đánh to tiền ở những cái tay mà anh em bẻ. Đa số thì những tay bẻ thì anh em toàn đánh vốn nhỏ thôi. Ví dụ anh em 10M anh em bẻ anh em chỉ bẻ 1M thôi. Làm gì có thằng nào ngu mà đang cầu bệt, đang cầu 1-1 lại bẻ tất tay luôn. Vậy khác thì vứt tiền đâu anh em, vứt tiền vào cửa sổ đâu. Đấy, anh em xác định anh em vào anh em chơi cái này anh em phải kiếm được cái gì, anh em kiếm anh em cần gì của nó, anh em lấy gì của nó. Anh em chơi thì anh em phải kiếm được tiền, anh em hãy xác định anh em chơi, anh em chơi mà mất tiền thì cũng không nên chơi gì anh em ạ. 2 3 6 không? Đấy, vẫn ra 6 bình thường. 2 3 vẫn ra 6. Ngoài thì vẫn tài 11, tài 11 thì con này xuống xỉu rồi, con này tài 11 thì xuống xỉu, 12 xuống 11 là chỉ xuống xỉu thôi anh em ạ. Quả này thì anh em có thể xuống xỉu được anh em nhé, nhưng mà hiện tại thì mình đã đủ chỉ tiêu rồi. Mình đã lãi được 10M rồi nên là mình cũng xin phép anh em là mình sẽ không chơi nữa anh em nhé. Còn như anh em nào muốn chơi dai dẳng ấy thì em tay này em có thể đánh xỉu được này, anh em 3112 này. À 3112 này, quả này anh em đánh xỉu được nó sẽ đi 22 luôn. Đấy, nên là anh em nào mà xác định anh em chơi kiếm tiền từ con app 68 cái bài này thì anh em phải biết được những cái mẹo bắt cầu mà mình vừa chia sẻ cho anh em ấy, cũng như là anh em áp dụng vào. Còn anh em nào mà chưa tải con 68 cái bài này thì link tải mình sẽ để bên dưới phần mô tả cho anh em. Anh em bấm vào link đấy thì ngay lập tức anh em sẽ tải con app này về để anh em cùng kiếm tiền từ con game tài xỉu trong này anh em nhé.